Game Channel. Ê, con tàu đã bị chìm nước rồi, nhảy ra. Ôi thật là hên quá, mình nhảy ra kịp rồi. Ô, con tàu đã chạy đi rồi. Hình như là bị ngập nước đúng không? Hồi bữa tàu của các chú cũng bị y chang như vậy đó. Chú đã bị kẹt ở đây cả tháng trời rồi, không có gì về nhà được. Bây giờ chúng ta phải tìm cách để về nhà thôi. Chú có biết cái vương miện và áo giáp của công chúa Jasmine ở đâu không? À, có một đám khỉ Gorilla. Nó đã đem cái bộ trang sức đó về đeo lên người rồi đó. Ở đâu vậy? Đây, cái chỗ ở của tụi nó nè. Ôi, sao con này nó to quá vậy? Làm sao chúng ta đánh lại bọn chúng? Chú có nghe nói là khi mà mình nhảy múa, mình chuyển động giống nó thì nó sẽ tưởng mình là bạn của nó, thì nó sẽ không đánh mình. À vậy hả? Đâu, để cho thử xem. Cẩn thận nha Lucy. Kìa, nó giơ tay rồi đó. À, Lucy hay quá, nó vỗ tay rồi kìa, nó tưởng bạn kìa, nó làm nữa kìa. Làm theo nó đi. Hay quá, Lucy làm giống nó rồi đó. Yeah, thành công rồi kìa. Ôi, nó làm cái gì vậy? À, nó tưởng Lucy là bạn nó nên nó vui mừng rồi kìa. Vô, tụi nó bỏ nhà đi chơi rồi. Đi vô. Ôi thôi, tiêu rồi. Hai con gorilla gác cổng nó bỏ đi. Nhưng mà bên trong này toàn là những con này đang canh giữ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dùng chuối để cho nó ăn đi. Ây da, mình cho nó ăn mệt cuối cùng trời trúng mặt nó không à. Ôi da. Kìa, có con khỉ nó đeo áo giáp ra kìa. Hình như bộ giáp này của công chúa Jasmine này phải. Không biết nữa. Ý, cẩn thận, bây giờ nó lấy những quả thơm nó chọi mình kìa. Cẩn thận. Vậy thì bây giờ mình dùng chuối để làm đạn, mình bắn nó luôn. Rồi, đi qua đây. Ôi, còn có hai con nữa kìa. Tấn công. Chị Bi Trắng ơi, cẩn thận, bay xa con khỉ ra, nếu không là trúng cái chuối bây giờ. Biết rồi. Tấn công. Thôi, hết rồi kìa, bọn chúng hết rồi kìa, mình đi tiếp đi. Hả? Ôi, hai con này nó mang những bộ giáp của công chúa Jasmine nè. Nhớ là múa giống nó nha. Ý, nó khen kìa. Hay quá. Lucy, tiếp tục. Hi, nó lại vỗ tay nó kìa, nó khen đó. Vậy là nó tưởng Lucy là bạn của nó rồi. Say. À, nó tưởng bạn của nó nên nó cho kìa, nó cho bộ giáp nó lấy ra, nó cho cái vương miện rồi kìa. Còn bộ giáp trên tay và trên chân nữa. Úi, ra cái tay luôn rồi. Cái ngực luôn rồi. Chỉ còn đôi chân thôi. À, nó lại đi đâu rồi? Coi chừng con gorilla chúa ra đó nha. Con này là con kinh công đó. Nó rất là mạnh, nó chỉ cần thổi một cái thôi Lucy cũng có thể té cái đùng luôn đó. Ui, sao bây giờ đeo ra nhiều quá vậy? Chúng ta đang vào trong cái hang khỉ luôn rồi mà. Chỗ này là ngôi làng của khỉ ở đó. Những con kinh công này chắc không ai dám vô đâu, tại vì nó rất là mạnh. Nữa kia. Cho ăn chuối nè. Chuối nữa nè. Tiếp tục nè. Ăn chuối. Đúng rồi. Cho nó ăn chuối mà nó không ăn. Nó còn lấy đồ nó cho Lucy nữa. À, nó chạy tới kia. Hên quá, mình chọi kịp. Thôi tiêu rồi, sao đâu ra nhiều quá vậy? Bây giờ làm sao chúng ta lấy được vương miện và áo giáp cho công chúa Jasmine đây? Chúng ta phải tìm tới con khỉ chúa thôi chứ sao. Chắc chắn khỉ chúa sẽ đeo những cái đó. Mấy con khỉ này đẹp quá à. Xấu quá rồi mà còn đeo vương miện với áo giáp nữa. Cẩn thận Lucy. Kìa, nó đang chạy tới. Ý, đằng kia có cái tàu kìa. Chúng ta sẽ sử dụng cái tàu đó để về nha. Ý, nhưng mà những con khỉ này nó không có cho. Kìa, nó đang tấn công kìa. Chúng ta sẽ dùng những quả chuối để chọi nó. Hả? Khỉ chúa ra rồi kìa. Chạy nấp. Giơ tay ra. Ồ,
rồi, nó khen rồi. Giơ tay lên kìa, giơ tay lên. À, nó vỗ tay, nó khen mình rồi. Còn một cái nữa. Giơ tay ra. Ý, nó chống mạnh nữa kìa. Lucy cũng biết chống mạnh vậy. À, giơ tay lên nó cũng biết rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Quay nè, quay một vòng. Ý, nó quăng vô miệng rồi kìa. Bây giờ làm sao cho nó quăng những cái bộ giáp nữa mới được. Mấy chú ơi, mấy chú nhớ lượm nha. Nó quăng ra nhớ lượm để đem về cho công chúa Jasmine. Còn cái chân nữa. Đạp nè, đạp nè, đạp nè. Dướng quá, dội ra luôn, dội ra luôn. À, Lucy giỏi quá, Lucy đã dụ nó. Nó quăng bộ giáp ngay chân ra luôn rồi kìa. Yeah, yeah, yeah. Chúng ta đã thắng rồi. Bọn khỉ đã trả lại áo giáp và vương miện rồi. Ôi, mọi người nhìn kìa, nhìn kìa. Yeah, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Có một con tàu kìa. Lên tàu trở về thôi. Lên, lên mọi người ơi, lên. Ôi, cái gì vậy? Không, không. Sao thời gian nó bị đứt rồi? Ai không, không. Chú ơi, đợi con, đợi con. Lucy, theo chú lại lên, con tàu này nó nặng quá. Nước lại chảy nhanh nữa, nó cuốn cái tàu đi rồi. Chú hãy chèo thuyền ca dắt theo chú đi. Dạ. Ý, cẩn thận kia. Những con kinh công nó ở phía trên, nó sẽ chọi đá xuống đó nha. Ngoài ra ở dưới cái sông này, nó còn có hà mã, có cá sấu nữa đó. Chú ơi, chú đang làm gì vậy? Chú thả những cái thùng hàng xuống cho tàu nó nhẹ bớt. Chú mới điều khiển được con tàu. Chứ bây giờ nó cứ nó chạy hoài à. Dạ, chú đợi con, chú đợi con. Con sẽ cố gắng chèo thiệt là nhanh để theo kịp chú. Ôi, ở đây sao có nhiều con kinh công quá vậy? Nó đã biết chúng ta lừa nó. Ây da, nó chọi chúng rồi. Ù da. Nó đã nhận ra là Lucy đã lừa nó để lấy phương miện và áo giáp. Nó sai những người lính kinh công ra để chọi đá cho chúng Lucy đó. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ôi, nó chọi kìa, nó chọi kìa. Nó đang tức tối. Chú ơi. Hình như con tàu cũng bắt đầu chậm lại rồi đó chú. Ờ, nhờ chú thả những thùng hàng ra đó. Con tàu nó nhẹ thì chú mới điều khiển được. Ui, có những cục đá ở giữa luôn nè. Trời ơi, đằng kia quá trời kinh công luôn. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận. Ý, hình như cái gì. Chú ơi, cá sấu xuất hiện kìa chú ơi. Dùng cái cây chèo để đập nó. Đập ngay miệng của nó đó. Khi mình đánh vô cái miệng của nó thì rất là đau. Nó sẽ bỏ chạy thôi. Dạ. Ghê quá. Hết cá sấu nữa kìa. À, nó dụ mình. Nó hấp mình vô trong cái cục đá kìa. Ây da, cái thuyền ca dắt của mình đã bị lủng một lỗ nữa rồi. Cẩn thận, đi nhanh lên, nhanh lên. Ôi da, ôi da. Hình như con cá sấu này là lính của bọn kinh công hay sao á. Nó xuất hiện, nó đẩy thuyền ca dắt của Lucy vào trong đá không à. Ôi da. Rồi, lủng thêm một lỗ nữa rồi. Con cá sấu này, hãy đi đi, đi đi, đi đi. À, sao bọn kinh công nó dí hoài vậy? Chú ơi, chú ơi. Con dần dí theo kịp chú rồi. Con cá sấu nữa kìa. Lầy, lầy. Xuất hiện hả? Ây da, da tới nước chảy xiết nữa rồi. Mình phải chèo nhanh lên để dí theo kịp con tàu mới được. Con cá sấu nữa kìa. Hụt rồi. Ây da, đúng rồi, đúng rồi. Hồi nãy đập lộn một bên. Con cá sấu nữa kìa. Hụt rồi. Ây da, đúng rồi, đúng rồi. Dí theo, dí theo. Ôi,
dòng thác kìa. Hên quá, chú quẹo được bên đây rồi. Nhanh lên Lucy ơi, nhanh lên. Kìa kìa, nó đang đứng trên đường dây nữa kìa. Dạ, nó đang chở con. Ui da, trúng thiệt cái non. Đau quá, đau quá. Bởi vậy mới nói, đi thám hiểm rừng xanh là phải đội cái mũ nữa. Như vậy nó mới an toàn. Nhanh lên Lucy ơi. Qua tới khúc rừng kia là nước chảy còn xiết hơn nữa, là mình chèo không có được đâu. Dạ dạ, con chèo nãy giờ cũng mỏi lắm rồi đây. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Tới chỗ kia cá sấu xuất hiện nhiều lắm đó. Dạ. Ê, nó xuất hiện kìa, nó xuất hiện. Nè, ngay cái miệng nè. Nhanh lên Lucy, nhanh lên. Dạ, con gần tới rồi. Chuẩn bị con nhảy lên đây. 2, 3. Ồ, cái gì vậy, cái gì vậy? À, ôi. Chú ơi, thuyền bị lủng lỗ rồi. Nhảy, nhảy. Sao toàn gặp chuyện xui xẻo không vậy? Hả, 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 hả? Trời ơi, mình vừa lên kịp, nếu không là con tàu này nó chìm rồi, là tụi mình tiêu luôn. Thôi, quay về thôi. Chị Giáp Niên, chị Giáp Niên ơi, em đã tìm được bộ giáp và vương miện cho chị rồi nè. Chào các bạn nhỏ. À, chào Lucy. Em đã về rồi hả? Em tìm được chưa? Dạ rồi ạ. À, em giỏi quá à. Chị rất là cảm ơn em. Nếu không tìm được vương miện và áo giáp, chắc chị sẽ bị vua cha la đó. Cảm ơn em rất nhiều nha. Dạ, không có gì. Thôi chúng ta ve tay một cái nè. Yeah! Các bạn ơi, video đến đây là hết rồi. Tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào đây? Các bạn nhớ đăng ký thành viên và nhấn luôn cái chuông nữa, để khi bé nào làm xong tập tiếp theo thì sẽ thông báo để các bạn vào xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.